Hi. Xin chào các bạn đã đến kênh Đại Lâm Audio. Mình Lưu Biên Tào Lao chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tali. Đây là những ngày đầu tuần rảnh rỗi xanh ông nói. Đại Lâm đang ở sân cầu tre huyền thoại ngày nào của các huyền thoại. Sân này thật sự mà nói thì những cao thủ năm xưa rất ghê gớm, gom ghế tại đây rất nhiều. Những cái tên đặc biệt rất nhiều các bạn, kể không hết đâu các bạn ơi, Đại Lâm đi tóm tắt vậy thôi. Các bạn hãy quan sát xung quanh, coi có những gì hay hay nha. Chào mừng bố hội đến với kênh YouTube của Đại Lâm. Trước hết chúc cho bố hội và mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn cuộc sống. Quay một vòng các bạn ơi. Bố hội là còn gọi là chú Tư thời sự nha các bạn. Còn đây là người trên TikTok của Đại Lâm, Walla và Meron, tỉnh Lô Mời, bán thơm và bán khâm, chú Ba Salam còn gọi là đệ của Đại Lâm. Đại Lâm là sư huynh, Ba Salam là đệ thôi, ok. Bây giờ bữa nay họp mặt Đại Lâm và chú Tư thời sự và Walla và Meron bán thơm, các bạn sẽ xem nhiều mục đích gì hay hay nha. Còn đây là cậu Năm, một trong những tay kỳ mà trước đây Long Kỳ từng chấp quá ghê gớm và gom ghế tại sân cầu tre. Bây giờ là mình tâm sự trước bố hội trước các bạn ơi nha. Còn kia là anh Tám Tịnh, một trong những tiền vệ ngày xưa trước đây của Sở Công nghiệp Hà Nam Ninh trước đây. Lão tướng Đà Nẵng, trời ơi sao nay mặc áo lão tướng Đà Nẵng luôn, trời ghê gớm trời. Đây là bố hội, các bạn sẽ xem clip của Đại Lâm bố hội kể về Khanh Super tại sân Gò Sòi như thế nào. Đây là bố hội này các bạn, chú Tư thời sự. Rất tuyệt vời. Chú Tư có khỏe không chú Tư? Chú Tư lúc nào cũng bình thường, chú Tư cũng bình thường. Đại Lâm xin giới thiệu cho bạn nghe, chú hội, bố hội còn gọi là chú Tư thời sự, một trong những vua hàng sáo lâu đời nhất của sân cầu tre. Cơn nước lũ đi tới đâu bố hội đi tới đó. Đây là cuộc chiến tranh kiếm cơm hàng ngày các bạn à. Hiện tại bây giờ bố hội U68 rồi. U68 rồi các bạn à. Nhưng bố hội rất bảnh trai, để bố ghi dung nhan của bố hội lại ngày đây. U68 đâu, rất bảnh trai nha. Từ trên xuống dưới nha. Đây. Đó, ok. Dài bọng tôm tất rất lịch sự không? Đấy. Rất đào hoa nha các bạn, rất ghê. Đấy. Chú hội hội đi con ếch hạt trắng bên kia luôn nha các bạn. Ếch hạt trắng kia là tình yêu của chú Tư. Tình hình anh em cầu tre lúc này hoạt động như thế nào rồi chú Tư? Tình hình sân cầu tre lúc này thì nói chung là từng ngày mà anh Út Nghĩa về quản lý tới bây giờ thì nó có cái phần sôi nổi hơn. Thôi nói rồi, có thời gian là mấy anh trên kia làm không được, nhưng mà Út Nghĩa về thì anh em trở về ủng hộ cho Út Nghĩa rất là nhiều. Thì năm có buổi chiều chiều sau cái giờ làm việc mệt mỏi thì nói chung là bây giờ là các anh em vô sinh hoạt chơi rất là đông lại. Đây, đây là bố hội chú Tư thực sự nói về anh Út Nghĩa là anh này nè, bạn thấy ông rất tích cực không? Đấy, vệ sinh sạch sẽ sân bãi. Đây, Út Nghĩa đời thứ 7 của sân cầu tre hiện tại bây giờ đang làm chủ, đời thứ 7 rồi nha. Đời thứ nhất là anh Tư Chức, đời thứ hai là Thiện Nhí, vợ chồng Thiện Nhí còn gọi là Văn Lâm Libero, đời thứ ba là đời của Hải Nước và vợ chồng Hải Nước Úc, đời thứ tư sang lại cho bố hội. Bố hội là đời thứ tư kìa các bạn, đây nhìn kỹ là bố hội nha, nhung nha bố hội nha. Đây là bố hội là đời thứ tư. Sân này sau đời bố hội là tới Vinh, vợ chồng của Trần Vinh Tiền Giang, và Trần Vinh sau thời gian cũng bỏ sân này ra đi. Và sau đời của Trần Vinh nữa là Quân, Quân Cờ Tướng, mà hiện tại bây giờ Quân Cờ Tướng cũng bỏ đâu mất tiêu rồi. Là tới đời thứ năm là Quân Cờ Tướng thứ sáu chứ bạn, xin lỗi bạn, Quân là đời thứ sáu. Và hiện tại bây giờ giao lại cho chùm cuối đang quét sân đây là Út Nghĩa, cao thủ bãi sườn sương với da, một thời quanh liệt liệt, giờ này phải gắt kiếm để
Đây, đây là chùm cuối đang quét sân nha, chùm cuối là Út Nghĩa. Thì ta bây giờ các bạn nào có đam mê kèo chế kỳ đội thì hãy đến sân cầu chơi nha. Đặc biệt có nhiều cầu thủ đang tiếp, đặc biệt là chủ sân luôn. Chủ sân kỳ rất ghê, chỉ cần đứng trong cái ô vuông thôi, kỳ hoài không mệt. Ok, đây là chùm cuối đời thứ bảy. Xin chúc mừng chùm cuối đời thứ bảy, không sang sân chơi nữa nha. Ok, mướn bảo vệ 5 triệu rồi. Mình còn dẫn gì đâu, bình thường vậy đó. Còn đây là bố hội U68, các bạn nhìn kỹ không? Nhung nhan bố hội rất đẹp trai, còn như ngày xưa, như ngày nay. Và bố hội vẫn cáp kèo cho các bạn, đánh bóng chuyện là chuyện bình thường. Các bạn nào mới xem bố hội và Hòn Chùa gặp gỡ Thọ Mát, cáp kèo và cáp kèo tại sân này. Cách đây 15 năm từng đối đầu với Náp là đó. Đây, cách đây gần 15 năm trước. À, quên nhắc các bạn biết, đây là từng đối đầu với Tà Khôn, anh em của Cham Náp tại sân cầu tre đây các bạn. Chứng kiến nha, giành giật ghê lắm các bạn ơi, giành giật vô sân. Cuối cùng, ôi cơm và ôi canh ngày hôm đó, kỷ niệm của hội. Quá ghê, quá ghê. Người mà từng đối đầu với anh em Cham Náp là đây kìa các bạn, khoảng 12, 13 năm trước tại sân bóng này. Chính bố hội là người giành giật vào sân, kim cơm và kim canh, ôi tựa lừa hột dưa. Quá ghê. À, đập chén cơm của tao hả? Bữa câu nói là ai đặt ra tao giờ tao vô cái sân. Còn đây là nhân vật chính, các bạn nào xem TikTok của Lâm thì hãy chúc mừng cho đệ của Lâm, Chu Ba Salam. Vì Qua La và Meron đi bán thơm bán khơm tại tỉnh Lộ 10. Trước đây từng chạy xe Lam chở khách giao thư đủ thứ các kiểu đời xưa. Sau này thành nghề Qua La và Meron, ra đường ngồi không biết khi nào. Và hiện tại bây giờ sức khỏe vẫn còn tốt. Ok, ông định rồi. U66 rồi, giờ này vẫn chưa được yên vì công việc Qua La và Meron khó chịu qua các bạn ơi. Chỉ có xanh và đỏ, đỏ và xanh, không biết bao nhiêu bạn đã ra đi. À, để có nói gì với các huynh đệ gần xa cả nước về Qua La và Meron cơ này. Sau nhiều năm chinh chiến Qua La và Meron, xin lỗi các bạn ơi, cuộc tình này không thể cãi được, cho nên các bạn hãy thông cảm đi nha. Vì Qua La và Meron hiện tại bây giờ chú Ba ra đường rồi là chuyện quá bình thường thôi các bạn ơi. À, chú Ba và chú Tư thời sự vua hàng sáu nhắn gửi với các con cháu sau này đời thứ mấy không biết. Mở chú cái mở. Chú Ba gì đó. Đây. Mở Qua La Meron. Hả? Còn đây là nhìn kỹ là nhung nha này, U68 rồi. Ba Salam, U66 là những người còn mạnh khỏe đến sân bóng với con cháu là rất mừng rồi. Một lần nữa xin chúc cho chú Tư Sở Thự, còn gọi là bố hội, cùng đệ của Lâm, Ba Salam và mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Cuộc sống này vô thường bất chợt lắm các bạn ơi, hãy vui vẻ, dè dụi, không quạo quọ nha các bạn. Và cũng xin chúc cho chùm cuối đời thứ bảy của sân cầu tre làm ăn may mắn phát tài. Rồi, xin chào tất cả các mọi người. Các bạn thấy nhung nhang cảnh cầu tre không? Sơ sát và hoang tàn. Đây là những gương mặt rất dễ thương. Để Lâm, một trong những người chứng kiến sân cầu tre này bao nhiêu kèo nặng hạng nặng ra sao, và chú Ba Salam từ Qua La và Meron ra đường ngồi ra sao. Khanh Sư Ba cũng thời chinh chiến tại sân này. Đấy, bố hội nói Khanh Sư Ba từng chinh chiến tại sân này. Còn đây là bố hội hàng sáu của những hàng sáu,
lên bờ xuống ruộng, sau cơn bão đi tới đâu bố hội đi tới đó. Bố hội nói trôi theo con nước bồng bềnh, nước lên tới đâu bố hội theo tới đó. Cuộc đời là thế thôi. Các bạn thấy nhé, xe và leo leo và xe, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok man.